Bún đậu review xin chào tất cả các bạn. Anh nhọ không những đen mà còn lắm lông. Trong một lần lông bông bắt được đàn ong bắp cày, anh đã bày trò cho chúng vào nuôi lồng kính. Và một ngày đẹp trời, một bé đã bò ra ngoài phòng ngủ của anh. Liệu ông anh còn thở còn gỡ, sau vụ này còn thở hay không? Cùng khám phá ngay nhé! Ngay khi đưa được tổ ong bắp cày vào lồng kính, anh đã ưu ái trưng bày em nó trong phòng ngủ như một tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Chiếc tổ được xây lên nhờ bìa cứng và gỗ là khu căn cứ chính, vị trí quan trọng để nuôi nấng đàn nhộng phía trong. Nghe người ta bảo tập sống phũ cho đời thêm quyến rũ, nên anh nhọ đã rũ bỏ sân si ngoài kia, tập trung thời gian chăm lo cho đàn ong. Anh vừa tiếp tế thêm cho chúng một con dế và ngay lập tức nó được chia nhỏ thành nhiều phần. Ong bắp cày được trời ưu ái cho bộ nhá cực đỉnh, chúng dễ dàng chia sẻ món mồi cho những con nhộng béo múp phía trong. Ngoài ra, một món thức ăn được ưa chuộng chính là mật ong. Hôm nay, anh đã chơi lớn đầu tư một bàn tay ghìa. Lũ ong ngay lập tức bu kín bàn tay để nhấm nháp hương vị ngọt ngào này, thì bộ nhá của ong đã đáng sợ. Nhưng chẳng là gì so với quả ngòi ngay đít kia của chúng, không giống như ong mật, chỉ trích được một lần là đăng xuất. Ong bắp cày có thể sử dụng đi sử dụng lại chiếc ngòi này mà không hề hấn gì, nọc độc của ong bắp cày cũng nguy hiểm hơn nhiều. Cuộc sống mà, đôi khi ta không thể ngủ vì nhớ lại những điều ngu không thể tả, và lần này cũng vậy. Anh chợt lóe lên ý định, nếu có mật ong trên tay, chắc ong bắp cày sẽ vì mật mà không chích vào tay anh. Bạn có nghĩ như vậy không? Những con ong dần bò lên tay anh, nhấm nháp mật ngọt, và quả thật, đứng trước thức ăn thì mọi thứ đều không còn quan trọng. Nhưng khi anh lau kính bằng cách sử dụng một que sắt gắn bông gòn thì đã có một con nhanh chân chuồn ra ngoài. Với ông anh máu liều nhiều hơn máu não, anh cho rằng đây là cơ hội để kết bạn bốn phương. Tuy nhiên, lần này may mắn con ong đã phối hợp để quay trở lại. Tuy khá kinh dị, nhưng ong bắp cày là một sinh vật sạch sẽ, thậm chí có phần hơi thái quá. Chúng liên tục lau chùi cơ thể mình để tránh việc lây lan vi khuẩn cho bầy đàn. Những con nhộng được chăm sóc kỹ lưỡng với thức ăn dâng tận miệng. Và khi đủ kích thước, chúng sẽ tự dệt một lớp màng mỏng, đậy kín kén của mình. Và khi đã hóa thành ong, chúng sẽ tự cắn kén và chui ra. Bạn xem, đây là ong chuột, chính nó đã lập ra thuộc địa để trứng sinh con và rồi tạo nên một đế chế hùng mạnh, đỉnh quá phải không? Cho đến một ngày, lúc sạc bóng điện, anh đã quên đậy nắp và đàn ong nhanh chóng tràn ra phòng ngủ của anh. Họ xuất hiện ở khắp mọi nơi, hẳn nhiều bạn sẽ rén ngang khi thấy cảnh này, may mắn anh nhọ không ngủ lúc đó. Anh cẩn thận nhẹ nhàng kết bạn với từng con rồi đưa chúng trở lại tổ, cảm thấy đây đúng là một mối đe dọa. Anh quyết định thả chúng về với tự nhiên, vì tổ ong bây giờ cũng đã quá lớn so với mong ước ban đầu của anh rồi. Bạn có cảm thấy thích thú với việc nuôi một tổ ong bắp cày bên cạnh giường ngủ không? Anh nhọ có một hội bạn báo thủ ưa chơi đu đủ. Ngày hôm đó, trong lúc đang cao hứng, anh nhọ đã nhờ họ trở ra một vùng biển vắng. Thế nhưng biển còn khá xa, một người một chó cứ chạy ra phía biển, với thử thách của anh sẽ là phải sinh tồn với hai bàn tay trắng. Đẳng cấp là đây chứ đâu, họ đang đi trên một dòng sông, ô kìa, tóm được đuôi rồi nhé, một con cá mập mặt quỷ xấu đau xấu đớn. Trời còn rất biết cách trêu ngươi, khi ngày càng nóng muốn chín người, anh luồn lách trong đám cây và trên đầu đang là một con đại bàng to lớn. Chạy muốn tụt quần, cuối cùng anh cũng ra đến bờ biển, ngay khi đến nơi, anh phải tìm kiếm thức ăn, thế nhưng càng con cua này lớn quá, ăn bằng tay không thì không ổn, nên anh lại thả nó đi. Vì chưa thể kiếm được món nào ngon hơn, anh đành ăn tạm mấy con bọ trong rừng, thì hương vị hơi thiếu độ ngon, nhưng ít ra là anh không chết đói được. Cảm thấy quá nóng, anh nhờ người đến kiểm tra, và bạn tin không? Nhiệt độ cắt lúc này là hơn 64 độ C, thảo nào anh cứ ngửi thấy mùi thịt nướng đâu đây? U là trời, mới sáng sớm thôi các bạn ạ, không biết đến chiều sẽ kinh khủng đến mức nào nữa, anh phải nhanh chóng tìm thức ăn trước khi trời nắng hơn. Thế nhưng nhọ là thương hiệu của anh, và anh vừa đánh mất con cá ngay trước mắt, sang một lỗ sâu đáng ngờ. Anh mò mẫm phía trong, và đây là cái kết hơi thốn, nhưng chưa đủ làm anh khốn đốn, anh nằm mẹp rồi đưa hai tay vào trong. Và sau khi nỗ lực, anh đã có thành quả đầu tiên, ôi trời, ông anh này đúng là su cà na nhất phố, cũng may tài nghệ của anh không tồi. Cuối cùng anh cũng lôi được con cá ra, đỉnh của chóp, trông anh bế con cá mà bún run, u là trời, thôi nhịn luôn đi ông anh ơi. Thật sự quá đáng tiếc, thủy triều đang dần lên, dù đã cố gắng hết sức, nhưng anh vẫn chưa có gì để cho vào bụng cả. Đám bạn của anh sắp cười ná thở vì độ su cà na của anh rồi, bạn xem này, một con rắn có vẻ đã trải qua một cuộc tấn công khủng khiếp. Thế giới hoang dã thật đáng sợ, anh nhọ khẳng định mình đã thấy một cái vây cá nổi lên, bứt tốc muốn tụt quần. Bạn thấy nó không? Một con cá mập to khủng khiếp, đỉnh thật sự các bạn ạ, giữa mênh mông sông nước này, không lý nào anh lại phải chết đói. Người bạn đi cùng đang vui vẻ với thí nghiệm nấu trứng bằng nhiệt độ ngoài trời bây giờ, trong khi đó, anh nhọ miệt mài tạo ra một nơi trú ẩn cho mình. Quả trứng cuối cùng cũng đã được nấu hoàn hảo, những người bạn cảm thấy thương cảm cho sự nhọ của anh, vì thế, với thử thách ăn món trứng, anh sẽ có được những món đồ hỗ trợ. Mặc dù nó tệ khủng khiếp, nhưng nhờ đó anh mới có thêm vài món hay ho, anh đã ôm bụng đói đi ngủ, vì thế, trời vừa sáng. Anh đã lao xuống biển, một con tôm tích nhưng bé quá các bạn ạ, thứ anh cần là con cá tiết siêu bự như hôm qua cơ. Con cá liên tục bỏ trốn, liệu anh có thể lấy lại danh dự sau sự mất mát hôm qua không?
Cuối cùng, trước sự chứng kiến của bạn bè, anh đã tận tay bế được một em cá khổng lồ lên. Để nhóm lửa, anh đã dùng một ít phân ngựa khô với lá cây. Quay tay mạnh mẽ thì đây là cái kết. Hôm nay trời có nắng hơn nữa thì vẫn cứ là ok nhé. Con cá được đặt lên ngọn lửa. Thịt cá thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi không chia sẻ giờ tôi đớp liền. Đói VL rồi anh em ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Bún đậu rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún đậu yêu tất cả các bạn.